Bên lề kỳ họp Quốc hội chiều 6 tháng 6, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, phó ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho biết bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã gửi đơn kiến nghị đến ông về bản giảng án sơ thẩm vụ ly hôn của bà với ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Theo ông Nhưỡng, đối với các đơn của công dân gửi đến, khác là những đơn khẩn cấp đều ông xem xét một cách nghiêm túc. Tôi đã chuyển đơn này đến chánh án Tòa án Nhân dân tối cao để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền của Tòa án Nhân dân, đúng hiến pháp, luật tổ chức tòa án, các luật tố tụng có liên quan đảm bảo tính công lý, công bằng, tư pháp của vụ án này, ông Nhưỡng nêu rõ. Về việc bản giảng án sơ thẩm ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM kháng nghị hủy, theo ông Nhưỡng, đây là việc không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Ông nói, ở đây, không phải bên vực ai mà phải đứng trung lập để xem xét. Đồng thời, là người giúp việc trong việc cải cách tư pháp, ông cảm nhận đây là một trong vụ án mà việc xét xử gây ra nhiều bình luận trái chiều nhất về một tập đoàn. Phó ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông tin thêm, ông đã nghiên cứu giúp đơn và thấy có nhiều vấn đề đặt ra. Trong đó, bà Thảo rất phàn nàn, không bằng lòng về hoạt động tố tụng cũng như các vấn đề có liên quan đến lời khuyên của thẩm phán. Theo phản ánh, trong quá trình xét xử còn có các vấn đề bộc lộ không bình tầm thường về tấn công giá đuốc các loại chứng cứ, xác định về tài sản. Đối với vụ án liên quan đến rất nhiều tài sản nếu không làm chú ý sẽ nảy sinh các xung đột nhiên tiếp theo. Ông Nhưỡng nêu. Ông nhắc lại băn khoăn lớn nhất chính khi tòa án quyết định thay các đương sự. Cụ thể, tòa án không có thẩm quyền quyết định về việc người này được giữ cổ phần và người kia không được giữ cổ phần. Bởi, theo ông, cổ phần không chỉ liên quan đến tài sản mà còn liên quan đến quản lý công ty. Tôi cho rằng, công ty không chỉ liên quan đến tài sản mà còn liên quan đến quyền lực. Quyền lực này không chỉ ở tính nội bộ còn bộc lộ trước buôn bản hội. Bà Thảo cho rằng, mình bị tước cả danh hiệu nội bộ lẫn ảnh hưởng buôn bản hội và trở thành người bắt tiền. Như vậy, phải xem xét thận trọng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp, ông Nhưỡng bày tỏ.